giờ 5 người mình bàn luận trước khi đi nhé. Nói chung là bây giờ chúng ta sẽ đi bây giờ chị sẽ đi mình sẽ khám phá, bây giờ mình sẽ đi thẳng ra ngoài kia xong rồi bên trái đi vô đi đường ở trong nhà. Không, bây giờ là mình khám phá bí mật sau nhà nấu. Okay. Và bây giờ mình sẽ khám phá bí mật ở sau nhà nấu nhé. Xin chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ được đi một cái con suối ở gần nhà nấu và đi với các bạn tình nguyện viên tại farm. Bây giờ cái hành trình của mình là mọi người đã chuẩn bị xong rồi và bắt đầu mình sẽ tiến tới cái con suối gần nhà. Nào hãy theo chân mình đi đến suối nha. Nào mát mát ngồi bên kia đợi cũng được, còn hai người sẽ phụ trách đi mua hàng quá. Từ farm mình sẽ đi trekking theo con đường mòn, sau đó rẽ vào rừng theo con dốc hướng xuống dưới mới đến được suối. Và khoảng thời gian mình đi sẽ từ 1 cho đến 2 tiếng nha mọi người. Qua đi, qua đi. Đường này độ dài nó như nhau hay sao em? Hay một đường dễ đi, một đường khó đi và một đường xa, một đường gần? Đường kia sẽ dài hơn nha. Đường kia là... Còn đường này là ở trên đầu suối, còn đường kia là ở dưới suối. Ở đường kia là có ruộng. Và bây giờ nhóm tụi mình sẽ bắt đầu tiến vào rừng nguyên sinh nha mọi người. Vì trong rừng không có đường đi sẵn cho nên là nhóm mình vừa đi vừa dùng dao để chặt bớt những cành cây để tạo cái lối đi cho nó dễ dàng đó nha mọi người. Vì là lần đầu tiên mình và một số bạn ở đây đi trekking trong rừng ở gần nhà nấu, cho nên là cả nhóm tụi mình sẽ có sự e dè về các loại rắn rết và côn trùng, đặc biệt là con vắt rừng đến đây mọi người. Hello mọi người, thì sau một cái khoảng thời gian mà mình trekking từ phía trên núi để đi xuống dưới cái con suối này, mình đã đi được một phần nửa chặng đường và mình đã đến được cái thác, mọi người gọi nó là thác chân mây. Và bây giờ là chúng mình sẽ tạm thời là nghỉ chân ở đây để nghỉ mệt, ăn uống một tí xíu, rồi sau đó mình sẽ trekking tiếp tục xuống phía dưới là cái con suối để mọi người có thể tắm rửa và nấu mì ăn cho buổi trưa, và hãy tiếp tục. Sau một hành trình trekking gian nan và vất vả thì bây giờ nhóm tụi mình cũng đã tìm được một chỗ lý tưởng để chuẩn bị nấu ăn cho buổi trưa này đó mọi người ơi. Bây giờ em đang giữ đường. Bây giờ anh Heo, cái này là con nhện. Heo, anh Heo. Còn cái này là anh Chiến. Anh Chiến đang Đây nữa rồi, đây nữa rồi. Anh Chiến đang lấy nữa nè. Đây nữa rồi, đây nữa rồi. Cẩn thận mình đốt xong rồi nó phốt, nó lên nó phốt mình là đốt. Anh biết tại sao nó có lửa không? Bởi vì mình đem theo cồn á, chứ không có giống như mọi người nghĩ đâu. Không phải nha mọi người, thật ra tụi mình lấy cái đai đánh lửa mọi con người. Nhỏ này thật là láo đi. Chứ mà mình không có chứ không chứ không phải là lấy cái hòn đá, chứ không phải là lấy hai cái hòn đá thôi. Mọi người đừng có nói nha, tụi mình lấy đá. Sao rồi tụi mình cũng đem hai cái hộp quạt bởi vì sợ. Con này nó bé chen nhớ sao. Mình nên đi cắm đi rừng luôn rồi. Mọi người đây là giống đây vừa bị bắt cắn nha mọi người, nhưng không sao, mình đã đủ kịp thời cực nó ra mà nó chưa ăn no. Nhưng mà vậy chúng ta chuẩn bị được ăn no rồi mọi người ạ. Nước sâu rồi. Cái điều mà em đáng sợ nhất cho là cái gì trong cái rừng này? Em sợ mấy cái con mà dương vun bò sát, mấy con mình có thể loại những con rắn con gì ấy, nó có chỗ máu người đấy, như là bạn nãy bảy mới bị cắn xong mọi người. Nhưng mà trước khi bạn người ta kịp ăn nó là bạn được một tay lên rồi. Đây là cái quả cà chua rừng đây mọi người ơi. Và bây giờ mình sẽ hái nó để mình nấu mì ăn nha mọi người, ăn buổi trưa. Để tránh mọi người thấy được lông nách của mình thì mình sẽ đi ngang qua nha. Đây nha.
nó rất là khó hái nha mọi người. Mình phải gỡ cái ra cái gai của nó ra, cho mình tách cái cây này ra, xong mình lấy nó ra. Đó, đây trời là quả cà chua rừng đây. Cà chua rừng đó nha mọi người. Vì đây là cà mọc tự nhiên ở trong rừng nên là nó sẽ rất là tươi. Anh thấy là cần thêm nước luôn mấy đứa. Thôi được rồi anh. Được. Anh phải nước, anh phải chữ chứ. Trên đường đi anh không biết. Rồi. Nè. Đây là nấm linh chi mà mình kiếm được ở trong rừng. Có bao nhiêu văn ở đây, có nghĩa là bao nhiêu năm nó lớn. Thì ở đây mình đang dự đoán là nó sẽ hơn 20 năm tuổi. Đây thì sẽ có nhiều loại cái gì linh chi mà nó sẽ lớn hơn nữa, mà người ta sẽ bán với giá rất là đắt đỏ. Tại vì linh chi nó có tác dụng là như là một cái vị thuốc. Đó là thuốc. Đúng rồi. Đó luôn á, nó đăng lên và đem có linh khí không? Ôi, bạn nó vô cái chuỗi, nó chuỗi nó mẹ luôn. Như là ai? Nhưng mà mình sẽ là tuống. Mình sẽ là tuống đi. Anh bạn đừng có đăng em vậy nha, chết em á. Thôi anh cứ đăng lên đi. Không, cái đó không phải là 20 năm tuổi rồi, cái đó là 200 tuổi. Anh nghĩ là 2.000 năm tuổi. 2.000 năm tuổi. Rồi. 2.000 năm tuổi. Giá là 1 tỷ. Linh chi ngàn năm đó. 1 tỷ luôn. Quá rẻ. Just tell me you say okay. I'm Vietnamese, I don't understand English. Please speak with me Vietnamese, please. How do you feel today? No, not good today. But it's very, it's terrible. I'm very hungry. Now I want to eat everything. Lots of things. Do you like some food for lunch? Of course, would you like to eat? Food for lunch. No, today we just have Vietnamese noodle. Oh, Vietnamese noodle. Yeah. And now, let's start it. Okay. Let's go. Follow me. Em ơi, em thấy cái cảnh đó em thấy làm sao em, sao chề môi dữ vậy? Đói bụng chết hay gì đó. Đẹp đứng như thiệt luôn. Đây là hiệu quả của việc mày dẫn cặp đôi đi hưởng phần trăng mật của mọi người. Nên mọi người hàng chế cảnh chua. Đây, trái tim này mới bự hơn. Trái tim này, trái tim bên này. Còn đây là trái tim trong mình. Lấy ai mọi người lấy nước đổ vô đây cho nó khỏi bị cháy. Em ơi, em phát biểu cảm nghĩ xem cái chuyến đi hôm nay như thế nào. Chuyến đi hôm nay rất là thú vị cho mọi người. Nhưng là nó hơi mặn mạo hiểm một xíu. Nhưng mà khi mà mình đến nơi là mình cảm thấy nó hạnh phúc rồi. Mình chinh phục được cái chuyến đi này. Cảm ơn rất nhiều. Bye. Sau khi vượt qua được thử thách cuối cùng trên đoạn đường rừng thì bây giờ nhóm tụi mình cũng đã thấy được cánh đồng lúa rồi đó mọi người ơi. Nhưng lúc này trời lại đổ mưa tiếp cho nên là nhóm mình phải đi thật nhanh để tìm con đường mòn và trở về bản làng nha mọi người. Và trong lúc đi thì tụi mình có gặp một cái chòi nằm cạnh cánh đồng cho nên là cả nhóm đã đến để xin trú mưa tại đây. Và tại đây thì hữu duyên nhóm mình được gặp gỡ và làm quen với hai bạn, một trong đó là bạn Đinh Văn, người đồng bào Ba Na và ở cùng thôn với nhóm tụi mình luôn đó nha. Xong cái này mà mọi người ơi, trời cũng đã tạnh mưa và đã dần chiều cho nên là nhóm tụi mình sẽ đi theo con đường mòn để trở về làng rồi sau đó về farm. Và bây giờ hẹn mọi người trong tập tiếp theo. Xin chào mọi người.